Cùng đến với nghệ sĩ Thế Vũ với tiểu phẩm Sức Mạnh Đôi Tay. Xin được trân trọng kính mời. Sức mạnh đôi tay của nghệ sĩ Thế Vũ. Và con xin chào quý vị, nghệ sĩ Thế Vũ của chúng ta đã từng xuất hiện trong chương trình đối diện với sức mạnh của đôi tay của mình. Thì anh đã giành được danh hiệu người có đôi tay mạnh nhất Việt Nam với quý vị. Chúng ta đang thưởng thức.
Và một tràng pháo tay thật lớn đấy quý vị ơi. Xin được mời anh lại sân khấu một chút xíu đi. Chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ nhé. Và không biết là anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình cũng như là con đường dẫn anh đến với đam mê của mình chính là gì không ạ? Cho em hỏi là có gì thông mật không? Lần đầu tiên xin cho phép nghệ sĩ Thế Vũ xin được gửi lời chào đến tất cả các quý vị khách hàng đang có mặt ở BC Nguyễn Hiệp Học ngày hôm nay ạ. Dạ thì em đang là sinh viên năm 3 của trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang 22 tuổi. Và em tập bộ môn này cũng đã được 5 năm rồi. Dạ, và em tự tập ở nhà thôi chứ không có qua cái trường lớp, không có qua thầy cô đào tạo. Ok, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, ở phía ngoài đây anh Vũ biểu diễn, nhưng mà phía trong thì Dũng thấy rất là đắp mồ hôi hột luôn đó. Một tình hình rất là lực lượng. Thật sự ra thì Dũng cũng xin chia sẻ với mọi người là Dũng cũng rất là thích game. Nhưng mà cái cơ duyên sao á, Em càng tập em càng bị hót này quý vị ạ. Chắc có lẽ là do bài tập của em sai. Thì sau chương trình này thì chắc có lẽ là sẽ xin được liên hệ với em Vũ để có lẽ là sẽ tầm sự hồng đạo đấy ha. Ok, xin được cảm ơn anh rất là nhiều với tiết mục vừa rồi. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Ok, và kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức sau tiết mục sức khỏe luôn.